Sáng nay, Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã chính thức khai mạc với chủ đề chuyển đổi công nghiệp, kinh nghiệm và các ưu tiên trong hợp tác phát triển. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các bộ ngành và hơn 35 đoàn lãnh đạo đến từ các địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng chuyển đổi số công nghiệp không chỉ là một lựa chọn mà còn là một yêu cầu cấp thiết đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị trên toàn thế giới. Để ứng phó với những thách thức này, Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng chiến lược kép kết hợp chuyển đổi xanh và chuyển đổi số có thể giúp tiết kiệm chi phí sản xuất lên đến 20% và giảm lượng khí thải carbon đến 15% trên mỗi đơn vị sản phẩm. Mục tiêu của thành phố là xây dựng một nền kinh tế bền vững, bao trùm và có khả năng phục hồi, trở thành mô hình có thể tham khảo đối với các địa phương, dự kiến sẽ đạt khoảng 1,5 ngàn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tin rằng, thông qua việc thúc đẩy tinh thần hữu nghị và hợp tác hội nghị 2024 là cơ hội để các địa phương học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và khám phá các cơ hội hợp tác mới. Thông qua những nỗ lực chung, có thể phát triển các giải pháp sáng tạo cho những thách thức trong quá trình chuyển đổi công nghiệp,